Vị tổ thứ bảy Kamapa Chotra Chansu Sinh năm 1454, mất năm 1506 Tháng Giêng năm 1454, hậu thân Kamapa thứ bảy Chotra Chansu sanh ra tại miền Nam Tây Tạng Cha ngài là Trakapa Bantrup và mẹ là lahamo chi ngay khi còn bé ngài đã được xem là hậu thân của một vị thầy tâm linh mới một tuổi ngài đã biểu lộ một sự phát triển sớm dị thường làm người ta càng tin thêm điều ý một hôm ngài tự nhiên thốt lên các chữ a hung và tuyên bố không có gì trong thế giới ngoài tánh không người ta có thể nghĩ có một bản chất, nhưng họ đã sai lầm. Với tôi, không có sanh cũng không có diệt. Đứa bé được đưa đến trại của Chan Baru Don vị nắm quyền tông phái. Chan Sharp nhận đứa bé là hậu thân mới của Kamapa và làm lễ đăng quang cho em. Người ta nói trong dịp này Em bé nói, tôi là Vajra Dara. Đứa bé ở lại với trang Sáp Rinpoche và năm 1458, lúc 4 tuổi, đi một vòng Nam Tây Tạng. Như trường hợp của các Kamapa, tính cách tâm linh tự nhiên của Ngài biểu lộ qua các linh kiến. Sự chững chạc bẩm sinh và phong cách của đứa trẻ truyền thông cho bất kỳ ai tiếp xúc với nó khi lều trại tu viện chuyển qua các vùng phía nam tây tạng ngài dùng ảnh hưởng của mình để chấm dứt cuộc chiến giữa hai bộ tộc naga và bhutan ngài cũng dàn xếp để trả tự do cho các tù nhân vì chính trị và các cuộc xung đột vị kamaba trẻ tuổi ăn chay khuyến dụ nhiều người bỏ nghề lưới cá và săn bắn ngài bảo vệ gia súc trâu bò và cừu và làm những dấu hiệu bằng những dải băng để chỉ vùng chúng không thể bị bắt giết. Một khía cạnh khác trong công tác phúc lợi và xã hội là bãi bỏ thuế qua cầu và xây dựng những chiếc cầu bằng sắt. Từ Nam Tây Tạng, trại di chuyển dần về vùng Kham. Ở tu viện Kama, Chansha Primboche, thọ ngũ giới và Bồ Tát giới cho Kamapa mới 8 tuổi. Ngài tiếp tục học ở đấy và được thọ giới sa di với lạc ma Rampan Rangpo, vị trưởng môn và là đệ tử của Kamapa đời trước. Sự học tập của Ngài trong thời gian này nhắm vào luật tạng, tổng quát lẫn chi tiết. Các vị thầy khác là Situ Rinpoche, Tashi Namchan, Chan, từ họ mà Ngài nhận được nhiều lời dạy truyền khẩu của phái Camtasang. Năm 1465, Ngài rời khỏi tu viện Kama và du hành đến biên giới Đông Bắc Tây Tạng. Ở đó, Ngài chấm dứt mối thù hận giữa người theo Phật giáo và người theo đạo Bon ở địa phương. Để phụ họa vào không khí chính trị này, Ngài loan báo thông điệp căn bản của Phật giáo cho dân địa phương. Bất kỳ vật cúng dường nào nhận được, Ngài đều cho lại người nghèo và các chùa. Đồng thời với việc lợi lạc cho người khác, Ngài tiếp tục sự tu hành riêng. Một trong những pháp môn ý nghĩa nhất trong đời Ngài là Chod. Từ dòng phái của nữ yogi nổi tiếng là Matrix Lab Trôn Khi vào thiền định này, Ngài thật sự thấy bộ xương của mình. Chú Tráp Sư là một học giả hoàn hảo dâu còn nhỏ. Ở chùa Ra Qua Ngài thảo luận với năm học giả cao cấp. Trong các cuộc thảo luận này, Kamaba đã sửa sai những chỗ không vững vàng trong quan điểm triết học của họ. Ở tu viện Mang của các tuân cư Trung Pa, Chú Tráp Sư viết vài cuốn sách liên quan đến những phương diện khác nhau của giáo pháp. Năm 1471, 17 tuổi, Kamapa thứ bảy du hành với trại của mình đến Kakwa Kapo chốn hành hương thờ Chakra Samvara. Ngài đi vào một cuộc thiền định mạnh mẽ trong bảy năm ở đó để hoàn thành việc tu tập. Cũng như các hóa thân Kamapa khác. Ngài có một mối liên hệ tự nhiên với Guru Bhama Sambhava. Trong một phương diện nào đó, Lạc Ma Kamapa có thể được xem là hóa thân của Bhama Sambhava. Trở về chùa Kamagun sau một cuộc ẩn tu dài, Ngài có một linh kiến về Guru Bhama bao quanh bởi các hóa thần của phái nhiên ma Phật Thích Ca và các lạc ma phái Ca Kamapa được thị kiến này nhắc nhở phải kiếm tìm các thôn lũng kín đáo có thể an toàn suốt cuộc xung đột sắp đến mà ngài thấy trước là không thể tránh. Sau đó, ngài thăm lại miền Nam Tây Tạng, sửa sang vài ngôi chùa và cải thiện sinh hoạt của chúng. Thế rồi, ngài đi Tushufu, tu viện chính, sửa sang ở đó một tượng Đức Thích Ca thật lớn do Kamapashi tạo. Ngài biến việc học Pháp thành một ưu tiên quan trọng. Với quan điểm ý, Ngài thiết lập một Phật học viện lớn ở Tershufu trở nên nổi tiếng. Kamapa được mời đến triều đình của Taishi Thachui, vị nắm quyền chính trị và tôn giáo của một tỉnh Nam Tây Tạng. Ngài ban cho một loạt những giáo lý ca chu ở đó và để đáp lễ tashi tachi dâng hết tỉnh lỵ tài sản nhà cửa và chùa chiền gồm cả chùa của riêng mình là chùa chukho lhump cho kamapa ở triều đình của tashi tachi ngài gặp vị kamathinlipa thứ nhất là Chole nam -chang. kama kamathinlipa xin kamapa người mà ông xem như hóa thân của phật Thích ca về những giáo lý bí mật của phái ca chu ngài trả lời nếu ông hứa nắm giữ dòng phái của tôi tôi sẽ trao các giáo pháp cho ông trong năm tháng tiếp kama thilipa nghiên cứu và thực hành sáu yoga của naropa và đại ấn cho đến khi mật nghĩa của các giáo pháp này nảy sanh nơi ông ngài bèn lập đệ tử mình làm trụ trì chùa chokho Lhungpo. ở đó ngài cũng lập một phật học viện phật học viện cung cấp một quá trình đầy đủ về triết học tâm lý học nghi lễ và giới luật có ba bậc học để tốt nghiệp học viện này dưới sự điều khiển của kama philippa đã giữ vai trò trọng yếu trong sự truyền bá phật pháp danh tiếng của ngài vang đến ấn độ và cả Trung Hoa. Ngài nhận quà tặng của vị trụ trì chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Vài học giả nổi tiếng của Ấn gồm Rahula Kilaya và Shila Sagara đến diện kiến Ngài. Hoàng đế Trung Hoa gửi một lời mời thăm viếng. Tuy nhiên, Ngài không thể đi trong thời gian này. Năm 1498, Ngài đi vòng xứ Công Ở đó, Ngài tìm thấy một chỗ ẩn tu và nhận ra vị Tôn Cư Situ thứ ba là Tashi Bajor. Sau đó, Ngài trở về lahasa chủ tọa một hội nghị tôn giáo. Ngài được tiếp đón bởi các vị sư của chùa Tri -pung và gaden của phái Gelupa. Ở Rinpung, Kamapa dạy nhiều vị sư, trong đó có đại pháp sư Shakya Choten. Bài dạy của Ngài bao gồm các kinh luận của vô trước và long thọ. Học vấn rộng của Ngài được nhiều thành viên của mọi truyền thống tâm linh khác nhau công nhận. Đức Kamapa thứ bảy là một tác giả sáng tác nhiều. Ngài đã viết nhiều sách về luận, triết học trung quán và tan tra. Thư ký của Ngài là Dapu Rajampa Chochan Tenpa kể rằng khi Ngài viết một cuốn sách về nhân minh luận là Rinjung Ratso, một giải thích về bảy cuốn sách nhân minh luận của Dinaga Trần Na và Dhammakiti Pháp Xứng. Ngài đọc nó ra mà không cần tra cứu. Ngài trông cậy vào trí nhớ cho những biện luận và trích dẫn từ kinh điển và các chú giải. Dòng tư tưởng của Ngài không thể bị cắt đứt nếu đang đọc mà bị ngắt ngài có thể tóm tắt lại về sau đúng vào chỗ mà ngài đã ngưng đôi khi thư ký muốn hỏi sự giải thích một điểm khó hiểu ngài gạt qua một bên câu hỏi và sớm trở lại tiến trình đọc một cách tự nhiên thỉnh thoảng ngài phải nói thêm con phải tin điều bậc guru của con nói ra giải thích rồi sẽ có về sau Kamapa rất khổ hạnh và giản dị trong lối sống. Ngay khi đi du hành, Ngài yên lặng và tỉnh thức. Đôi khi, Ngài ra khỏi sự im lặng ẩn giật này để tiếp khách. Nhưng khi làm thế, Ngài không bao giờ dung thứ cho những chuyện tầm phào thí tục. Ngược với tính cách khổ hạnh riêng của Ngài, lều tu trang hoàng phong phú và rực rỡ. Lều đặt ngay có một máy bằng vàng, và trang hoàng bằng các thánh tích quý nhất. Trên đó treo 13 cây dù lộng lẫy. Ngay của ngài phủ bằng ngọc trai, phía sau là một tấm gương gắn ngọc trai. Năm 52 tuổi, Kamapa dự cảm về cái chết của ngài. Ngài khuyên bảo dân Konpo thực hành pháp và rút vào ẩn cư. Có nhiều người đến mong diện kiến ngài, đến nỗi ngài phải ra khỏi sự ẩn cư lên ngồi trên ngai trong lều ngài xuất hiện với dân chúng trong hình thức của báo thân lúc ấy ngài giao quyền kế thế cho situ rinpoche và chỉ ra rằng kiếp tới ngài sẽ sanh ra ở xứ kham và cho biết tên cha mẹ tương lai của ngài sáng hôm sau ngài ra đi trong thiền định tài sản của ngài được chia cho các chùa ca chu xác thân ngài được đưa tới từ su và được hỏa tán xá lợi được đặt trong một cái tháp các đệ tử của vị kama ba thứ bảy rất nhiều trong đó có chan sáp tungku lạc ma tashi nam Chang, rinpoche sama thứ tư lạc ma sang che nhin pa sakya kama Thinlipa. Kama Kachupa, nhà luận lý Quan Chúc Chan Stang, Sakya Quan Chúc và Tơ Tôn Phái Nhìn Ma là Samten Lingpa. Vị tổ thứ tám Kamapa Mikio Doji, sinh năm 1507, mất năm 1554. Trước cái chết của mình không lâu, Kamapa thứ bảy là Chô Tráp đã có một linh kiến về Đức Di Lạc, Đức Phật tương lai. Ngài nói, chúng ta đang gần đến sự chấm dứt thời đại của Phật Thích Ca và nhiều người sắp xa vào những cõi giới thấp kém. Bởi thế, con phải lưu suốt nhiều hóa thân của con. Thêm vào đó, Châu Tráp Giang su thấy trước hoàn cảnh của kỳ tái sanh tới. Sáng hôm sau, khi đi bộ, Ngài viết lại chi tiết mà Ngài đã truyền lại cho phụ chính của mình. Ngày 4 tháng 11 năm 1507, vị Kamapa thứ tám Mikyo Doji sanh ra ở Dam Chu, phía đông Tây Tạng. Đứa bé sư sinh mở mắt và nói, Kamapa tin tức về đứa bé đáng chú ý lan nhanh và đến tay Shitu Rimbochi thứ ba là Tashi Bajo. Ngài nhận ra rằng chỗ đứa bé sanh ra phù hợp với các chi tiết để lại trong lá thư báo trước của Chu Tráp Jansu. Shitu Rimbochi kiểm tra em bé và hỏi cha mẹ em. Ngài hài lòng về sự giống nhau giữa tên cha mẹ hiện tại của Kamapa và tên cha mẹ để lại trong lá thư. Mọi chi tiết đều đúng hợp. Shitu Rinpoche xác nhận đứa bé quả thật là hậu thân của Kamapa, nhưng yêu cầu cha mẹ giữ bí mật trong ba tháng để bảo vệ em bé khỏi những âm mưu xấu. Ngài đưa cho cha mẹ em vài viên thuốc có làm phép ban phước, ít trà, bơ và nhan trầm, và nói với họ cho em bé trà bư và đốt nhang trước mặt em, nói rằng do situ rimboche gửi tới, rồi đưa cho em những viên thuốc được ban phước. Nếu em thật là hậu thân của Kamapa, em sẽ thốt lên vài lời. Hãy kể lại cho tôi em nói gì. Người cha theo lời dặn và em bé Kamapa thốt lên các chữ e ma hô và nói: chớ nghi ngờ tôi là Kamapa. Điều này được thuộc lại cho Shitu Rinpoche và lúc ba tháng tuổi, em bé theo ngài đến tu viện Kama. Em bé được một đại thiền sư đến thăm, ngài là Sư Phu Qua, một đệ tử thân thiết của Kamapa thứ bảy. Khi lễ cúng Buja được cử hành, em bé dùng trống nhỏ và chuông rất thành thạo. Sư Phu Qua hỏi em, nếu em là Kamapa, em có nhớ đã dạy ta những gì ở Tse Lahakhan không? Em bé trả lời, tôi đã ban cho ông đại ấn và sáu giáo pháp của Naropa. Năm 1512, lúc năm tuổi, Mikyo Doji đến Rivoche. Em được lạc ma Sonam Rinchen hỏi em thật sự là ai? Em bé cười và nói, Đôi khi tôi là Bama Shambhava, đôi khi tôi là Saraha, và các lúc khác tôi là Kamapa. Tôi có nhiều hóa thân. Ở tỉnh Tây Sang có 16, còn ở miền Tây Tây Tạng, có một tộc trưởng là hóa thân của tôi. Trong năm đó, có một em bé ở vùng Amtru được xem như là một ứng cử viên có thể là hậu thân của Kamapa. Chan Rinpoche lên đường đi kiểm tra em bé ấy. Nhưng khi gặp Mikio Doji, Ngài tự nhiên cảm thấy bắt buộc phải lễ lạy em bé này. Biết rằng đây là hậu thân của Kamapa. Chan Rinpoche gửi những lá thư có thẩm quyền đến mọi tu viện Kamakachu tuyên bố rằng theo sự tiên tri của Parma Sambhava, tên của vị Kamapa thứ 8 là Mikyo Doji. Năm sau, Chansha Rimboji làm lễ đăng quang cho đứa bé như là Kamapa thứ 8 ở Teshe Lahakhan. Sự giáo dục cho vị Kamapa thứ 8 bắt đầu khi em lên 7 tuổi. Vị thầy đầu tiên là Shitu Rinpoche. Từ ngày, em thọ giáo tám giới và vài giáo lý sơ đẳng phái chu rồi Mikio Doji bắt đầu đi một vòng các tu viện ở chùa Sơ Mang một linh kiến về dòng chu gợi cho ngài di sản kế thừa phong phú của mình ít lâu sau vị Kamaba trẻ tuổi gặp gỡ thiền sư Sangchi nimpa, người mà Chô-Tráp chan Chansu đã chỉ định là người nối dòng trong đời trước của ngài sau đó mikido và lều trại du hành đến xứ kham xa xôi năng khiếu tiềm ẩn của ngài tiếp tục hiển lộ trong một linh kiến ngài nhận được những lời dạy từ phật thích ca có hai đại đệ tử cùng theo là xá lợi phất và maha mục kiền liên trong khi ở vùng này vị kamapa trẻ tuổi có một giấc mơ rất ý nghĩa các vị Dakini nói với Ngài, Ngài là phương diện hoạt động của chư Phật ba thời. Mikiyo, Doji và đoàn của Ngài trở lại một thời gian ngắn ở Rivoche. Ở đó, Ngài tiến hành công việc tôn giáo và phúc lợi xã hội. Sau đó, Kamapa thăm lại nơi chốn sanh ra trong tỉnh Damchu. Ở đây, Ngài có một linh kiến sâu xa. Trong đó, guru bhama shambhava phát lộ cho ngài bản chất thật của ngài nói rằng ta là bhama shambhava và ông là đệ tử chính của ta chakwa giang, sự kết hợp cả hai bản thể chúng ta là vajra dara một thời gian ngắn sau Mikyo doji gợi nhớ đến dushum chenpa là một chuyến hành hương đến Campo Gangra. Người ta nói rằng Ngài đã để lại những dấu chân nơi nhiều hang động thiền định nơi ấy. Năm 1516, Kamapa 9 tuổi nhận được lời mời từ nhà vua xứ Rang Ngài nhận lời và ra đi với đoàn tùy tùng. Đoàn được đoán tiếp trọng thể và nhà vua không tiếc sự tôn vinh và quà tặng cho vị Kamapa trẻ tuổi. Tư cách không thể nghĩ lường của Mikio Doji gây một dấu ấn sâu xa lên nhà vua. Trước đó không thể hiểu biết rõ ràng về đạo Phật, nhà vua cung cấp cho sự nâng đỡ chánh pháp trong lãnh thổ của mình và chấp nhận một thái độ không bạo động trong các vấn đề chính trị. Trước khi rời khỏi Mikio Doji hứa bảy năm nữa sẽ trở lại. Năm 1517, vị Kamapa trẻ tuổi vào một giai đoạn quan trọng nhất trong việc học của mình. Trong ba năm tiếp theo, ngài nhận được, từ Lạc Ma Sangri Nyimpa, căn bản Phật Pháp cùng với toàn bộ sự trao truyền của phái Kamakachu. Mặc dù giàu có, Sangri Nyimpa là một gương mẫu hoàn thiện của sự khổ hạnh phái Kachu hết thời gian ba năm dạy dỗ này, Ngài chết không hối tiếc, biết rằng Mikiyo Doge đã thâu hóa các giáo huấn. Khi hỏa thiêu, Kamapa cảm nhận sự có mặt của vị guru quá cố và nhận được sự minh giải tuyệt đối về những lời dạy của thầy. Mikiyo Doge giống như Kamapa thứ ba trong ý thích học tập và tính học giả Ngài là một nhà ngôn ngữ rất tài năng và thông thạo văn phạm Sanskrit dưới sự chỉ dạy của Lushakwa Rinchen Tashi. Kamapa thứ 8 cũng phiêu du vào lĩnh vực thơ ca, hội họa và điêu khắc. Và có những thành công đáng kể như là một vị tăng Mikiyo Doji là một kiểu mẫu của khổ hạnh và giảng dị như là một bậc thầy đại ấn Ngài sống trong sự chứng ngộ rằng mọi thứ khởi lên tự nó đều là giải thoát, tự do. Trong một thị kiến, một vị tăng đến nói với Mikyo Doji rằng ông là Bapma Sambhava trong thời của Phật Nhiên Đăng. Ngài trả lời với câu hỏi, Nếu quả thực thế, thì sự sanh ra trong hoa sen của ông xảy ra ở đâu và trụ xứ của ông ở đâu? Vị tăng trả lời, hư không từ đâu tới, rồi biến mất. Suy nghĩ về điều này, Kamapa hiểu rằng mỗi vị Phật trong hàng ngàn vị Phật đều có một Bama Sambhava đi theo như là sự biểu lộ tự nhiên của giác ngộ. Sau đó, Mikyo Doji và lều trại dần dần du hành xuyên qua xứ Kham, ở đó Ngài dạy cho hơn 10.000 người. Trong chuyến đi này, Ngài nhận ra vị tuân cư chan sáp thứ ba là Trapa Bajur và Sama thứ năm là Koncho Yinlak. Ở Makham, Ngài tạo một bức tượng của chính Ngài bằng đá. Truyền rằng, khi đặt tượng trước mặt mình, Ngài hỏi, Ngươi có giống ta chăng? Bức tượng trả lời, Vâng rồi Kamapa nặng miếng đá như một mẫu bơ, in bàn tay mình lên đó. Hiện giờ cả hai thứ, tượng và miếng đá còn được giữ gìn và cất giữ tại bản doanh của vị Kamapa hiện nay ở chùa Rumtek ở Sikkim. Khi đến chùa Kama, Ngài gặp sứ giả của vua Trung Hoa, Tushun Sứ giả trao Ngài các quà tặng, và nhân danh vua mời ngài sang thăm Trung Hoa. Tuy nhiên, thấy trước cái chết sắp đến của nhà vua, ngài từ chối. Đoàn sứ giả thất vọng trở về Trung Hoa, lúc đó họ mới biết vua và hoàng hậu vừa qua đời. Từ Kham Mikio Doje du hành đến miền Trung Tây Tạng. Ở Samdin Doji Pháp Mô cũng vừa ngài một ngôi chùa đến từ Phu, ngài thấy nó đang trong tình trạng hư hỏng và ngài tiến hành sửa sang. Tuyên cư trung Chumpa đến thăm ngài và xem ngài như là hóa thân của Chakra Samvara. Sau một thời gian cai quản, Mikio Doge lại ra đi với đoàn tùy tùng. Ngài đến thăm chùa Kadampa của Raden. Từ đây ngài đến Gangri Thoka nơi ẩn tu của vị đại thánh phái nhìn ma là long pa ở đó ngài để lại dấu chân và dấu ngựa ngài trên mặt đá từ đây ngài đi đến nơi vị lạc ma cao tuổi kama thiên đang ẩn tu kama thiên ban cho ngài sự thọ pháp về kuru kula mahakala và vajravana rồi họ cùng đi đến học viện của kama thiên ở Ở đây, Ngài đã ban nhiều thời giáo chỉ dạy. Năm sau, Kamapa gặp lại lạc ma Kamathinli. Vị học giả đáng kính này dạy cho Mikyo Doge về sáu giáo pháp của Naropa. Năm 21 tuổi, Kamapa thọ giới làm tăng với trụ trì Chutrup Sangri. Vị này là hậu thân của nhà học giả xứ Kashmir là sakya sri vị trụ trì và lạc ma kamathinli đồng cử hành buổi lễ này lúc này Chô trúc Sanji dạy cho Mikiju doji giáo pháp rất chi tiết về kiến giải tánh không của tha pháp pháp không ngài yêu cầu Mikiju doji ban hành triết lý trọng yếu này nó đã thông dụng trong các truyền thống Junampa, và nhìn ma. Nó bị công kích bởi những người theo truyền thống Gelupa. Họ chỉ duy trì quan điểm tánh không của tự ngã, tức ngã không. Quan điểm pháp không này đã được truyền xuống suốt dòng phái cho đến Kamapa đời thứ 15 bởi Ramgol Kontrun Loto Thaje. Kontrun Rinpoche đã xem quan điểm này là hòn đá nền cho đường lối Rime không biên giới của mình. Như thế, Mikio Doji có thể được xem như một nhà tiền phong quan trọng của sự phục hưng đạo Phật vào thế kỷ thứ 19. Mối liên hệ của Ngài với Jikama ba rất quan yếu cho sự tu hành của Ngài. Ngài ở lại với Ba tất cả là ba năm. Trong thời gian đó, Ngài nghiên cứu năm luận của Maitreya, các luận nhân minh của Dinaga và Dharmakirti, A Tỳ Đạt Ma của Vô Trước và A Tỳ Đạt Ma của Thí Thân, Luật Tạng, Sáu Luận Chính Yếu của Long Thọ, Nhập Trung Luận của Chantrakirti, Hivajra Tantra, Thiên Văn Học và nhiều công trình Ấn Độ về Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Cộng thêm vào sự nghiên cứu rộng lớn ý về Phật giáo Ấn Độ, Kama Thinlipa còn hướng dẫn Mikyo Doge vào các toàn tập của Ngot Loshakwa và Sakya Pandita. Mikyo Doge là một học giả kiểu mẫu, duy trì sự minh mẫn suốt thời gian học tập dài dẳng và mãnh liệt này. Ngài thường xuyên suy tư về ý nghĩa của các bản văn và bất cứ luận điểm nào khởi lên từ chúng. Ngày tham vấn và tranh luận mọi luận điểm khó hiểu và bằng cách ấy có được một sự thông hiểu toàn triệt. Kamapa nghiên cứu đến nỗi có rất ít thì giờ để ăn và kết quả là sức khỏe thể chất yếu đi. Thiên Pa khen ngợi Kamapa là một học giả vĩ đại. Đáp lại, Mikio Doji ca ngợi thầy mình, nói rằng thầy ở trên mức đầu tiên của Bồ Tát, biên giới giữa sanh tử và Niết Bàn. Đã xa sự liên quan giữa sanh tử, thầy là một vị bất lai và thầy có năng lực để tái sanh. Khi kết thúc sự học, Mikyo Doji để thì giờ hướng nhiều đến thiền định. Trong một linh kiến, các đa -kini đưa ngài đến gặp đại thành tựu giả Savaripa, Ngài đã truyền đại ấn cho Maitripa. Savaripa nhập môn cho Ngài về bản tánh của tự tâm, nói rằng cả hai sanh tử và niết bàn đều khởi từ tâm. Tâm của con chính là trí huệ. Bởi thế, không có thứ bậc khác nhau. Mọi pháp đều từ tâm sanh. Rồi vị đại thành tựu giả biến mất. Mikiyo Doji trở thành một tác giả sáng tác rất nhiều mà tác phẩm vừa tranh luận vừa gây ảnh hưởng. Năm 23 tuổi, Ngài viết một luận giải về Abhi Lankara, tựa đề là Sự buông xả chân thực của Bậc Thánh. Rồi Ngài mời học giả phái Gilupa là Shira Jesun làm một cuộc tranh luận về cuốn sách ấy. Vị học giả tài năng này trả lời bằng cách viết riêng một luận giải khác. Trong đó ông viết rằng Kamapa là một hậu thân cao cả và là một học giả. Bởi thế tôi không thể phê bình Ngài. Tuy nhiên vì Ngài mời tôi có làm tiếp theo luận giải của Ngài một luận giải khác của riêng tôi. Tựa đề là một sự trả lời cho Ngài Kamapa. Với cách ý, một cuộc tranh luận nổi tiếng đã thành công do Kamapa sáng chói và vị học giả nổi danh của phái Gelupa. Mikio Doge là tác giả của trên 30 tác phẩm, hơn ngài Kama Shi 14 cuốn. Những cuốn này bao gồm các luận giải về ngôn ngữ, giới luật, A Tỳ Đạt Ma, Tantra, triết lý trung quán, nghệ thuật và thơ ca. Ngài tạo ra những luận giải quan trọng về đại ấn và gây nguồn cảm hứng cho trường phái Kama Gatri trong nghệ thuật qua công trình Ngài trong lĩnh vực này. Ngài biên soạn sự thực hành tâm linh được biết dưới tiêu đề Guru Yoga của bốn thời khóa để tôn vinh Guru của Ngài là Sanchi Nhinpa. Bản văn này trở nên một trong những thực hành quan trọng nhất của phái Kamtushang. Năm 1546, Mikio Doge có một tiên cảm về cái chết của mình. Tuy nhiên, Sama và Bakuo Rinpoche vang nài guru của họ ở lại và tiếp tục công việc. Đáp ứng lại yêu cầu này, Kamaba chấp nhận kéo dài thêm vài năm. Ngày ra đi với trại trong một vòng du hành lâu dài và cuối cùng các tu viện Kama Kachupa, và các trung tâm Phật Pháp. Trong các chuyến đi này, Ngài bảo các nhân viên giảm bớt các nghi lễ chính thức chặt chẽ xung quanh Ngài. Ngài muốn cho mọi người dễ dàng hội kiến với Ngài. Trong khi du hành, Ngài viết nhiều bài thuộc lại theo thể thơ các thị kiến của Ngài. Một trong những cái có ý nghĩa nhất là Ngài thấy Chakra Samvara ngồi trên đầu của Vajra Yogini từ vị guru trong hình dáng của chakra samvara tuôn xuống cam lồ của trí huệ chuyển hóa các ý niệm của sanh tử và niết bàn thành trí huệ giác ngộ một cái móc kim cang làm trí huệ không lay động rồi trong cùng một thị kiến ý ngài thị sanh tử cháy tiêu trong một cái nồi được đặt trên một cái kiền kim cương trong một thị kiến khác Ngài thấy tám vị Bhama Sambhava và tám vị Kamapa hợp nhau trình bày một giáo lý bí mật. Trong những năm cuối cùng, sức khỏe Ngài xuống. Mặc dầu thế, Ngài tiếp tục công việc gian lao, không giảm sút. Năm 1554, xảy ra một sự bùng nổ của bệnh cùi ở Nam Tây Tạng. Kamapa đến đó trong một cố gắng chấm dứt bệnh dịch. Ngài làm một tháp màu đen chung quanh có bốn tháp nhỏ ngay giữa vùng. Tháp trung tâm biểu tượng cho Naga rồng mà trong thần thoại nói là gây ra bệnh cùi. Bốn tháp nhỏ chung quanh tượng trưng cho những tay và chân. Thế rồi, Ngài đi vào giữa vùng và bằng năng lực đại bi thu hút sự mất cân bằng đã gây ra tật bệnh vào trong mình bệnh dịch tức thời bị quét sạch và ngài trở lại chùa Dapu Shintrup Linh của Samarimbuchi. Không lâu sau đó, ngài bắt đầu có dấu hiệu của bệnh cùi và không thể đi bộ được nữa. Ngài biết cái chết sắp tới và ngài trang phục theo báo thân, hình thức truyền thông của Phật tánh và biểu hiện trong hình thức này cho các đệ tử. Sau đó, Ngài truyền cho Samarimboche những bức thư chứa đựng lời tiên tri về sự tái sanh đời sau của Ngài và ra đi vào năm 47 tuổi. Thân Ngài hỏa tán tại Tershufu, Samarimboche thờ xá lợi Ngài trong một tháp bạc. Kamapa thứ 8 có nhiều đệ tử thành tựu và học rộng. Những vị nổi bật là Saman Konchu Inlak, Bao Tsunglak tên Hoa Chan Trapa Bajur, Gocha và Kamala Thinley Ngài cũng có nhiều nghệ sĩ, thầy thuốc và thi sĩ trong các đệ tử mà ngài đã gây một ảnh hưởng sâu xa lên họ.